Spa Tài Phạm xin gửi đến quý khách hàng, quý đối tác lời chào trân trọng nhất. Hiện nay thì spa là dịch vụ không còn xa lạ gì với chúng ta. Mọi người ngày càng quan tâm đến sức khỏe và làm đẹp. Dịch vụ spa cũng theo đó mà phát triển rất mạnh mẽ. Đẹp bên ngoài, khỏe bên trong, chính là làm đẹp thông minh, là xu hướng mới của chị em phụ nữ hiện nay. Không chỉ là làm đẹp mà còn là giải pháp giúp chúng ta thư giãn, giảm stress sau những ngày làm việc mệt mỏi. Spa Tài Phạm chuyên phun xăm thẩm mỹ, chăm sóc da toàn diện, massage, gội đầu thảo dược, gội đầu dưỡng sinh nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Với không gian, các phòng dịch vụ đều được bày trí rất gọn gàng, nội thất sang trọng, gam màu nhẹ nhàng cùng với âm nhạc du dương, hứa hẹn sẽ mang đến cho khách hàng những giây phút làm đẹp thư giãn. Sản phẩm sử dụng trong liệu trình dịch vụ đều được chiết xuất từ thành phần tự nhiên, lành tính và an toàn cho da. Quan trọng hơn là mỗi sản phẩm đều có xuất xứ, nguồn gốc rõ ràng, không chứa thành phần gây hại cho da. Với đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, có chứng chỉ hành nghề sẽ giúp bạn có những trải nghiệm mới trong việc chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Với công nghệ kỹ thuật cao, Spa Tài Phạm tự hào là địa chỉ làm đẹp uy tín, đẳng cấp. Spa Tài Phạm cam kết sẽ đem đến cho quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ với chất lượng tốt nhất. Sự ủng hộ của quý khách hàng chính là động lực để chúng tôi ngày càng hoàn thiện và tiếp tục vững bước trên những chặng đường tiếp theo. Tài Phạm, uy tín tạo nên niềm tin. Mọi thông tin chi tiết, quý khách hàng liên hệ hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn tận tình, cụ thể. Spa Tài Phạm, xin chào và hẹn gặp lại!